Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế. Và hôm nay mình với lại Chí Quang SD Labo sẽ ngồi nói chuyện với anh em về cái trải nghiệm giải trí như là nghe nhạc, coi phim, ở chơi game của mình trên cái loa sao 3 HT X8500 và cái TV Sony KD 55 X8500. Cái TV đằng sau lưng mình thì cái loa bên trong tích hợp của nó nghe nó không có được đã. Đã ở đây có nghĩa là về độ to nè, về độ chi tiết nè, về cái nhạc tính của nó, về cái độ hấp dẫn của âm thanh thì nó chưa có đủ làm cho mình cảm thấy thỏa mãn. Thế nên là khi mà đưa một cái con sao 3 vào thì con sao 3 đó nó phải giải quyết được một số cái vấn đề. Thì giống như là mình có chia sẻ ba cái vấn đề phía trước, thì đối với cái loa HTX8500 mình thấy nó đã giải quyết phần nào đó cái vấn đề rồi. Đầu tiên là nó giải quyết được cái độ to. Thì cái nó làm cho những cái cuộc hội thoại của những cái phim mà anh em để ý là có những phim bây giờ họ rất là chăm chú, họ đầu tư vào những cái người dẫn chuyện hay mình còn gọi là narrator đó. Mà một trong những cái phim mà mình thấy nó làm hấp dẫn và mình thấy lôi cuốn nhất đó là Narcos, nguyên cái series Narcos trên Netflix. Có cái giọng người narrator dẫn chuyện, người đó là cụ DIA luôn, thế nên là họ hiểu chuyện, họ dẫn chuyện rất là sâu sắc và họ theo sát cái tình hình. Khi mà mình coi qua cái con HTX8500 này, mình sẽ thấy là giọng ổng so với lại cái loa tích hợp ở trên TV nó dày hơn, nó mạnh mẽ hơn. Cái giải trầm, cái giải trung trầm của người nam họ ra, nó nói ra giống như là nó rất là lôi cuốn, nó bắt mình phải là ông này là ông đang nói cái gì vậy ta, mình phải đi theo ổng, mình phải ngồi mình nghe ổng và mình coi những cái hoạ cảnh ở trên màn hình. Thì ở một mức độ nào đó, cái độ to và cái độ rõ của cái đoạn hội thoại cũng giống như là âm thanh khi mà anh em coi phim, nó sẽ tương tác với lại cái hình ảnh và nó làm cho cái bộ phim, cái trải nghiệm của anh em nó tăng lên rất là nhiều. Thì với lại với cái chất tiếng của HTX8500 thì mình nhận thấy là nó không hẳn là nó quá khô, nó cũng chẳng phải là nó quá ngọt đâu, nó khá là vừa phải. Cộng với lại cái việc mà nó to và nó rõ thì nó cho anh em khá là nhiều chi tiết. Anh em cảm nhận được cái chi tiết ở trong cái bài nhạc đó. Mình thấy là nó ok khi mà anh em nghe những cái nhạc, ví dụ giống như nhạc Thúy Nga, nhạc hải ngoại, nhạc Việt Nam, nhạc vàng, nhạc trẻ, V-pop vân vân các kiểu. Nó đáp ứng được cái nhu cầu đó, có nghĩa là mình nghe mình cảm thấy ok, nhạc đó, cái đó nghe vẫn tốt. Có bass, có mid và có trap đầy đủ. Còn game thì mình chơi với PS4 mà team audio khổ lắm các ông. Có cái PS4 chơi có cái game God of War thôi mà chơi một năm chưa xong. Có nghĩa là làm sao, có nghĩa là tụi mình không có quá nhiều thời gian để tụi mình chơi game. Thế nên là mỗi cái lúc mà tụi mình chơi game thì tụi mình đòi hỏi là những cái giờ phút đánh boss hoặc là những cái fighting trong game, những cái cảnh đó mình phải ở một cái level mỹ mãn cao nhất về cả nghe lẫn nhìn, với lại cả feel được cái cốt truyện của nó. Giống như là trong cái game God of War, nó có một cái số cái cảnh fighting, một cái số cảnh đánh nhau. Cái con HTX8500 nó sẽ làm cho những cái trận đánh nó tốt hơn rất là nhiều. Muốn tốt hơn, anh em có thể chỉnh cái subwoofer của nó, tại vì nó kèm theo cái remote, và cái remote đó nó cho anh em chỉnh được cái lượng bass. Anh em chỉnh subwoofer khoảng gần maximum, có nghĩa là anh em sẽ thấy được giọng cái bóp cái vô mặt thằng kia, cái là tiếng nó phun ra nghe nó cũng đã, ít nhất là nó sẽ đã hơn cái loa mà cái loa TV. Nói thiệt, nếu như mà anh em đang sử dụng một cái loa tích hợp bên trong của TV, anh em đang chơi quen rồi, anh em bỏ con này vô, anh em cảm thấy wow, mình đã bỏ lỡ rất là nhiều cái sự hấp dẫn ở trong cái game. Nhưng khi anh em bỏ cái loa, anh em đang xài cái loa HTX8500 này, anh em bỏ ra để anh em coi loa TV thì anh em thấy là ok, mình có lý do để mình phải trả tiền để mình mua nó, tại vì nó làm cho cái trải nghiệm của mình nó sống động hơn hẳn. Và mình nghĩ là cái đó là một cái điều tốt. Và anh em cũng nên nhớ là HTX8500 nó là một cái sản phẩm âm thanh. Và cái sản phẩm âm thanh nào mà mình đã xài rồi thì mình cũng cảm thấy là nó sẽ tương tác 100% với lại cái phòng của anh em. Thế nên là cái việc mà anh em thí nghiệm nó, anh em thử nghiệm nó, anh em đặt để nó, anh em di chuyển nó, nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng tích cực hoặc là tiêu cực đối với âm thanh. Đối với cái con HTX8500 này thì mình cảm thấy là anh em nên để nó hơi gần tường một chút xíu. Có nghĩa là đừng có để cái TV ở giữa nhà rồi để nó ở giữa nhà. Nên tốt nhất là kiếm một cái chỗ nào đó để cái TV. Mà mình thấy 99% anh em sẽ để cái TV sát tường và để nó ngay ở dưới chân của cái TV. Điều đó nó là tốt. Nên để nó càng sát tường càng tốt. Thì lúc đó cái bass của nó được cộng hưởng và nó có một cái độ dày trội lên,
nghe cái lúc đó thì mình sẽ thấy là à, nó có bass nhiều hơn và nó sẽ làm tốt hơn. Nhớ là khi mà sử dụng cái remote đó, đừng nên tắt hết subwoofer đi, có nghĩa là lúc đó nó sẽ cho mình hai cái nút để mình có thể tăng hoặc là giảm cái lượng bass. Mình nghĩ anh em chỉ cần nhấn khoảng 5 hoặc là 6 lần là anh em đã ở cái mức bass mong muốn rồi. Đối với mình nghe tới vậy thì là mình cảm thấy là hài lòng. Mở lên nữa thì tiếng của nó hơi mờ và nó hơi đục. Rồi thì đi chung với lại cái loa sau 3 Sony HT X8005 thì tụi mình cũng có ở đây một cái TV của Sony, đó là KD55X8005. Thì cái TV này ở trong tầm giá của nó trên thị trường đang bán khoảng 20 triệu á, thì mình thấy nó hội tụ rất là nhiều cái thông số kỹ thuật cũng như là về cái thiết kế nó rất là đẹp và nó phù hợp cho những cái không gian khoảng 20-25m². Thì cái TV này nó sẽ có kích thước 55 inch, độ phân giải 4K và nó sẽ có những cái công nghệ của Sony mà chúng ta đã thấy như là Triluminous Display hoặc là X-Reality Pro. Thì sau khi bản thân mình và Mod Audio Cycle trải nghiệm trong vòng 2 tuần thì tụi mình đều đồng ý với nhau là cái con Sony KD55X8005 nó thật sự là nó có cái hiệu năng rất là tốt. Bởi vì nó hỗ trợ những cái chuẩn hình ảnh HDR10, Dolby Vision để anh em coi phim trên Netflix, anh em coi phim trên Apple TV Plus, khai thác được tối đa cái chất lượng hình ảnh của những cái dịch vụ stream phim đó. Ngay cả khi tụi mình giải trí nhẹ nhàng trên PS4, chơi game, chơi God of War, nhờ cái chất lượng hình ảnh ưa nhìn, tụi mình vẫn có được cái thời gian vui vẻ, mặc dù là team audio tinh tế là không có quá nhiều thời gian để mà chơi game hoặc là xem phim. Cái thứ hai là hệ điều hành Android TV ở trên con KD55X8005 này, sự là mình rất là bất ngờ bởi vì mọi cái thao tác của mình nó đều mượt mà, mình đổi qua lại giữa YouTube, Netflix cũng như lâu lâu mình muốn tinh chỉnh gì đó mình vô phần cài đặt, nó rất là nhanh, nó sẽ đỡ gây ức chế cho mình trong cái quá trình mình sử dụng. Ngoài ra thì mình sẽ có một cái lưu ý nhỏ cho anh em, cho dù anh em xài bất cứ dòng TV nào chứ không phải là riêng Sony, thì chúng ta sẽ tắt cái tính năng làm mượt chuyển động đi. Trên mỗi dòng TV thì nó sẽ có một cái cài đặt khác nhau, nhưng mà tự chung lại anh em sẽ vào cái mục chuyển động và anh em tắt nó đi thì cái TV nó sẽ hiển thị nội dung gốc của bộ phim, chứ nó không can thiệp vào chất lượng hình ảnh, nó không can thiệp vào cái khung hình, và nó đảm bảo rằng anh em xem được trọn vẹn cái nội dung gốc mà bộ phim nó truyền tải. Ok, nãy giờ thì mình với lại Chí Quang cũng chia sẻ về cái trải nghiệm của tụi mình khi mà mình dùng cái Sao 3 Sony XTH8500 này với lại cái TV rồi. Thì chốt lại mình cảm thấy là với 30 triệu bỏ ra cho cái bộ này, mình cảm thấy là khá là hài lòng. Cũng như là nếu như anh em mua nó và làm chơi game, nghe nhạc, coi phim giống như những cái mà mình đã trải nghiệm thì mình chắc chắn là anh em sẽ không có thất vọng về nó. Với lại nữa đó là gần Tết rồi, nên kiếm một cái gì đó hay hay, lạ lạ, mang về nhà, cả nhà sum họp với nhau, coi những cái nội dung hay, coi những cái đoạn phim hay cùng với nhau ở cái dịp Tết sắp tới nha. Ok, vậy thì kết thúc chương trình, anh em nhớ like, share với lại subscribe cho Audio Tinh Tế nha. Cảm ơn mọi người.